khi anh chị xây dựng cái nhà cửa, nhà máy hay là xí nghiệp hay văn phòng hay doanh nghiệp hay cái tòa nhà hay là một cái nơi mà chúng ta làm kinh doanh hay dự định kinh doanh trước khi chúng ta tu tạo sửa chữa thì chúng ta cần phải dọn dẹp nó trước khi mà chúng ta tiến hành các nghi thức động thổ hoặc là xây cất. Cái việc dọn dẹp mặt bằng này đó là cái cách thức để mà chúng ta tẩy trừ cái uế khí, tẩy trừ những cái hư khí, tẩy trừ những cái tạp khí ở trong đất trước khi mà chúng ta tiến hành cái nghi thức hay là nghi lễ động thổ. Phần nghi lễ này thì nó có hai cái phần chúng ta sẽ thực hiện. Một là chúng ta có thể thực hiện trực tiếp tại cái nơi mà chúng ta làm, nếu như mà nơi đấy không phải là căn nhà của anh chị, nếu tức là không phải là căn nhà của anh chị, tức là như này, một cái mảnh vườn chẳng hạn, cái nhà chính anh chị ở chỗ này và ở bên này anh chị định làm một cái nhà sang ở chỗ bên cạnh, thì phần nghi thức đấy anh chị sẽ xin phép ở trong cái nhà chính. Nhưng mà nếu như mà mảnh đất đấy là một mảnh đất trống và chưa từng có công trình xây dựng ở trên đó hoặc là không có cái nơi thờ cúng, thì chúng ta có thể làm một cái bàn lễ, chúng ta đặt ở cái nơi mà nó có để chúng ta chuẩn bị xây dựng cái dương cơ tại đó. Thì khi chúng ta làm bàn lễ này thì nghi thức của chúng ta sẽ là làm xin phép thần linh thổ địa thành hoàng, người âm khuất mày khuất mặt tại nơi đó để mà xin phép, và sau cái để mà tiến hành cái nghi thức để dọn dẹp. Và sau nghi thức dọn dẹp này thì chúng ta sẽ xây dựng cái nhà cửa hay là xây dựng công trình nào đó mà anh chị định dự kiến làm nhà cửa hay là công ty hay là nhà máy hay xí nghiệp, thì chúng ta làm một nghi lễ, có nghi lễ xin phép. Chúng ta dọn dẹp mặt bằng nó khác với động thổ. Động thổ lại là một nghi thức hoàn toàn khác, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý rất là rõ cái việc này.